chị, hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là nguyệt quế lá sống không chùm nha cô chú anh chị. Đủ loại cây hết trơn anh chị ơi. Nè. Cái này là nó nhú cho non cho nè anh chị. Hả? Gà nu cục cục hết trơn anh chị. Này thì cái ở trên đây nè. Đó, mấy cái đầu cắt, mấy cái nhánh cũ cắt nè, hồi xưa. Hư ha. Đầu xưa vậy anh chị cắt để thôi, này đầu cắt ngày xưa vậy thôi, đục lại không gì đâu anh chị ơi. Gà nu. Gà nu lắm anh chị. À, cái này là một cái đầu cắt cũ nó bị bể vô tới đây nè, cái đầu cắt á. Đầu cắt hồi xưa không xử lý nè. Nó kéo vô. Cái này là mã số U1. U1. Hoành đây là 43 hoành. 43 hoành. Cao là 1m10. 1m10. Cây đâm chồi hết anh chị ơi. Đường kính bầu là 52. Đường kính bầu 52. Cây rất là đẹp luôn anh chị ơi. Cái đầu cắt cũ đây. U1 này em giao luôn với anh chị là 3.200.000 bao ship. Rồi để chị cho 3.200.000 anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp theo mã số U2 anh chị, cũng nguyệt quế ha. U2, nguyệt quế lá sống không chùm nha anh chị. Cây đâm chồi hết rồi nha anh chị. Này nữa em ốp giấy thôi nha anh chị, kia thôi em ốp giấy thôi nha. Mấy chồi non lỡ chặt gãy mấy chồi non nhỏ này nè. Dạ nu rồi anh chị xem nè ha. Đây nè. Này là cái đầu cắt này cái đầu cắt cũ ngày xưa đó. Nó kéo sẹo nó bít tới đây luôn á. Nó có lỗ á. Đây là mấy cái đầu cắt cũ ngày xưa nè, chị về xử lý là. Cây đâm chồi nè, xanh mướt luôn. Còn nguyên cụm tới mặt đế á, 53. Là 53 hoành. 36. 36 hoành. Cao là 74. Cao 74. Đường kính bầu là 52. Đường kính bầu 52. Mã số U2 nha anh chị. Để trải đều nha anh chị. U2 này 3 triệu bao ship. Rồi U2 để anh chị 3 triệu thôi, em bao ship toàn quốc luôn ha. Cây rất là già nu cục cục luôn ha. Rồi tiếp theo cây U4 nha anh chị, cũng nguyệt quế lá sắn mông chùm ha. Quá trời trời luôn. Nè, cây cũng đâm chồi hết rồi. Mấy này anh chị phải về tưới kích rễ vô giùm em ha. Mua phôi nhớ tưới kích rễ nha anh chị. Cái này chồi non này chắc em nhận. Nè anh chị coi cái cục xù nè, nó đâm chồi quá trời này, luôn. Chắc vận chuyển tới là mấy chồi non này nó dập hết trơn ha. Chồi non á vậy. Nửa ra chồi mới nè anh chị. Chồi vậy là nó cũng. À, chị coi xem cục xù nè. Cục luôn ha. Cái này già lắm rồi nha. Hoành nó 38. Hoành 38. Cao 78. Cao 78. Đường kính bầu 53. Đường kính bầu 53. U4. 2.4 triệu bao ship toàn quốc nha anh chị. Rồi tiếp theo mã số U5. Cây ngâu. Cây ngâu dán bay luôn anh chị. Ngâu bông vàng nha anh chị. Đó, có nụ bông quá nhóc chân. Cái đầu cắt cũ ha. U5. Quay gần cái đế ha. Để quá trời đế. Mã số U5 là một cây ngâu. Hoành là 33. 33 hoành. Triệu 700.000 bao ship. Rồi tiếp theo mã số U6 anh chị. Cây này cây lộc vừng ha. Cây nhú chồi trơn nè anh chị. Đó, nhú nè. Dễ sống lắm chị. Nhú chồi trơn rồi. Cây này đẹp cái củ ha. Nè, nhú hết trơn. Rồi củ to đẹp. Củ to đẹp anh chị ơi. Cây lộc vừng nha. Hoành đây 35 nha anh chị. 35 hoành. Cũ 70. Chiều cao tới đây là 76. Cao 76. Chiều dài cái bầu là 35. Dài bầu 35. Cái này em ủ cấu sơ dừa ha. Chị
1.200.000 bao ship anh chị ơi. Rồi tiếp theo cây mã số U7 là cây mai chiếu thủy lá lớn nha, da xanh lá lớn à, anh chị nu cục luôn ha. Cây này bonsai đẹp nè anh chị ơi. Bên miếng chỗ này cũng dây cắt rồi. Cái đầu tay chặt chặt giống lâu rồi ha. Cốt luôn. Hoành nó 33. 33 hoành. Cao là 49. Cao 49. Đường kính bầu 36. Đường kính bầu 36. Đây là mai chiếu thị. Nu da xanh lá lớn nha anh chị. Cây này U7. U7 này giao lưu với anh chị là 1.200.000 bao ship. 1.200.000 bao ship anh chị. Rồi tiếp theo cây mã số U8, cây mặn hồng đầu đá anh chị, mặn đỏ, quay cái đó, dáng thú luôn, rất là đẹp luôn anh chị. U8 bệ đế rất là đẹp luôn. Rồi đâu hoành đi, rồi đâu hoành thôi. Hoành 56 hoành tới 55 thôi. Bể thú rất là đẹp. Cao tới đây 68. Cao 68. Vì vậy cái đầu là 66. Đây vào 66. Mấy cái đầu cắt cũ anh chị về xử lý nha. Rồi mã số U8. U8 này là 2.200.000 bao ship nha. 2.200 bao ship chị ơi. Rồi tiếp theo cây mã số U9 nha anh chị. Cây sung nha anh chị. Trái quá trời trái luôn nha anh chị. Này là sung dè. Đó. Trái nè. Trái quá trời trái luôn. Này cũng mới bứng anh chị ơi. Rồi đâu hoành đi. Này là cái nhánh cắt cũ nha anh chị. Hoành đây 76. 76 hoành luôn anh chị ơi. Sung dè ha. Cao đó là 47. Cao 47. Đường kính bầu nó là 62. Đường kính bầu 62. Rồi cây mã số là U9. Rồi cây này giao lưu với anh chị 1.500.000 bao ship toàn quốc luôn chơi. Xung về ha, 1.500.000. Rồi em xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em mới về được một cái lô xăm trái. Cái này là lô xăm trái mini à, em sẽ lấy lên một cây cho anh chị xem ha. Đây, lô xăm trái mini à, đây ha, là nó dạng tàn thông gì nha anh chị. Anh chị về chơi bonsai rất là đẹp luôn ha. Cây của nó thì tầm một gang tay đi, em báo cho anh chị một gang tay ha. Còn cái cây của nó đây, cây của nó thì cỡ đầu đũa ăn. Cây này là rễ gam bích, muốn bích trong này luôn ha, rất là nhiều nha anh chị. Xăm trái đó, lô xăm trái. Cái lô này em mới về thì nó cũng ít thôi chị ơi, tại cái lô mà dạng tàn thông này cũng rất là ít đó. Rồi em giao lưu với anh chị á. À, rồi cũng để cho anh chị là 6 cây 200.000 luôn. Nói chung là lô này cũng ít ha, nên anh chị nào nhanh tay thì còn ha anh chị. 6 cây 200.000. Em xin nhắc lại ha, là chiều cao của nó là tầm một gang tay thì tầm khoảng 20 đến 25 cm đó. Báo cho anh chị biết đi. Đó, cỡ gang của em là cỡ 22 đó. Cái này nó khi cao hơn hoặc lùn hơn. Đó, cây sống khỏe, ương cỡ 4 5 tháng rồi, bích chậu luôn nè anh chị. Ha. Là xăm trái ha, bảo hành xăm trái cho anh chị luôn ha. Đây một cây thứ nhất em lấy mẫu cho anh chị thôi ha. Cây thứ hai đó, nó cây này thì nó dạng lùn bonsai nè đó, dạng lùn bonsai nha anh chị đó, cũng rất là đẹp luôn ha. Cây này tầm chưa tới một gang tay nữa ha, tầm 20-15, nói chung là báo cho anh chị từ 15 đến 25 đi ha, cho chắc ăn nha anh chị đó. Tại vì cây này rất là đẹp luôn. Đó, anh chị về chơi bonsai mini là khỏi phải chỗ chơi chỗ nào luôn anh chị. Cũng 6 cây 200.000. Cái lô này thì uống ít thôi anh chị ơi, không được nhiều ha. Đó anh chị ha, nhìn rất là đẹp ha. Thì nói chung nó bự hơn đầu đũa ăn đó, nhưng mà em báo cho anh chị là cỡ đầu đũa ăn thôi, để khi anh chị nhận cây thì nó nhỏ hơn, anh chị cũng thông cảm giúp em ha. Đó, cây này cỡ đầu đũa ăn trở lên. Đó, em sẽ lấy mẫu cho anh chị xem ha. Đó, tiếp tục đây, có mấy cây thì nó tàn nó rộng bự nữa anh chị. Cái này là em nói báo trước cho anh chị là em lấy đại ha, chứ họ em không có lựa ha, anh chị thông cảm ha. Em lấy đại 5 cây thì nói chung là từ 15 đến 25 cm đó.
Đó. Cây sống khỏe, em bao hàng cây sống khỏe ha. Đó. 6 cây 200.000, lô này em chỉ có vài trăm cây thôi ha. Anh chị nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha anh chị. Đó, lô này chỉ có một miếng thôi. Cũng cỡ 200 cây, 200 ngoài thôi anh chị ơi. Rất là đẹp luôn. Đó, anh chị về chơi bonsai vô chậu mini là không chỗ nào chơi được nha anh chị. Đó, anh chị nào mà cần thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876 gặp Kim Chi ha. Chốt đơn nha anh chị. 6 cây 200.000 em bao ship toàn quốc luôn nha anh chị. Lô này chỉ còn gần 200 cây thôi ha. Anh chị nhanh tay thì còn nha anh chị. Rồi xin chào ha.